mày. Từ từ đã. To hơn. Tôi. Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Xin chào mọi người. Hôm nay trời nắng nóng nha. Hay là mình đi bắt cá đồng, cá đồng còi đi. Rồi. Mang theo cái gì chưa? Đây mọi người, hôm nay trời nắng nóng quá. Bọn mình sẽ đi bắt cá làm gỏi. Các bạn theo mình nhá, mình sẽ nhảy xuống ao kia để bắt cá lên làm gỏi nhá. Này gì? Anh đẹp tôi hơn con á. Ui dồi, cái to thế nhở. Ui dồi, ui dồi. Sao mày chơi vào chơi này? Ui dồi. Ui dồi, điên à. Đói mồm rồi. Chắc nuôi mấy năm rồi, 4-5 năm rồi quá. Chào mọi người nhá. Trời, để ai vào. Đây, mày hái hoa chuối nhá. Rồi. Vì món này rất nhiều công đoạn nên mình cần nhiều người làm. Mình sẽ tiến hành lọc cá cho mọi người. Nhanh tay vào nhá. Đây, tiến hành lọc cá đây. Đây nghỉ bếp trưởng. Tiến hành lọc cá. Nhưng mà mình chưa lọc bao giờ mọi người ạ. Đây là nghe ra cũng chuyên nghiệp đây. Hôm nay mình chỉ làm bếp phó thôi nhá. Hôm nay là không được làm bếp trưởng rồi. Hôm nay là lại sư huynh anh ấy làm bếp trưởng. Nhất cũng phải 3 cân. Hơn 3 cân. 3-4 cân. Rồi.
giờ mình đã lọc xong cá mọi người ạ. Đây. Đây, mình tiến hành bọc qua. Nó khô thịt. Đây mọi người ạ. Cá mình bọc để nó khô đây. Mình bỏ ra để thái. Bây giờ là thái thịt cá nha mọi người. Đây còn cái hoa chuối thì mình thái để đây rồi. Cho gia vị vào hết rồi nha mọi người. Chỉ việc thái thịt thôi, thái thịt thôi. Bỏ xương đấy. Xương to quá. Cái này là phải bỏ hết xương này mọi người. Rút hết xương không ạ? Đây mọi người, hôm nay là mình còn có cả cá nướng với lại canh cá với lá món bé món vén nha. Đây. Bây giờ mình chỉ chờ cái món này thôi. Lâu lắm rồi mình không được thử cái món này. Đây thịt cá là mình phải thái lát mỏng thôi nha mọi người. Đây còn đây là rau sống này. Rau sống có lá gì đây? Lá này mình không biết tên của nó thì gọi là rau sống thế thôi, còn này tía tô. Giờ là chỉ việc chờ bếp trưởng làm xong cái món này thôi. Hôm nay là lại sư huynh làm bếp trưởng. Trưởng khó lắm. Bếp trưởng món gỏi cá mè. Cá mè làm gỏi là khỏi chê luôn các bạn ạ. Mình xem cái kẹp cá nướng này đó. Đây. Từ nha. Từ. Than nó dính. Dính than đấy. Đây. Và bếp trưởng của chúng ta cũng thái thịt cá gần xong rồi này. Giờ chỉ cần chờ một lúc nữa là có thể thử rồi mọi người. Bây giờ là bếp trưởng sẽ thử cái món của mình. Thế nào, cảm nhận thế nào anh? Ngon. Mình làm thì đương nhiên là phải khen ngon rồi. Bây giờ đây để em thử xem nào. Đây. Mình chọn cái miếng nào nó vừa vừa thôi. Đây, mọi người nha. Xem cái miếng thịt cá này. Đây, cho vào cái hoa chuối này. Đây. Mấy các bạn thử nhá.
Ngon mọi người ạ. Quá. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Tuyệt luôn. Giờ đã xong xuôi rồi nha mọi người. Giờ chỉ vào mâm thôi. Mời các bạn vào mâm nha. Đây các bạn. Mình vào mâm thôi. Đây mâm cơm thì chả có gì các bạn. Chỉ có canh cá với lá món bén này, có gỏi của chúng ta này, có cả cá nướng nữa, với một ít rau sống, thế thôi, chủ yếu là cân tỉu với nhau thôi anh em mà. Vâng. Hello, chào mọi người nhé. Chúc mừng Mời mọi người nhá. Đây thử món gỏi cá mè xem thế nào. Cô sư thơ đây nè. Ngon quá. Thế nào anh Thân? Ngon quá. Nêu cảm nghĩ xem nào. Ngon. Quá ngon. Ngon. Thế nào? Ngon. Các bạn ngon. Chia sẻ, đăng ký, ủng hộ nha. Thêm quả ớt vào nữa là ngon, rất ngon đấy. Ngon quá. Thế nào? Ngon. Thêm ớt là ngon hơn. Còi cá mè ngon quá. Nó phải đi theo combo của nó mà. Đây. Đó, ngon, mời mọi người nha. Giờ là mình gấp luôn. Đây anh mặc quần à. Chồng chạm chiều quần à. Chồng chạm chiều à. Đây mọi người. Xí sao chiều quá. Xí đỏ sao chiều. Mọi người dùng nhá. Ngon quá. Cái bọc cơm mới dùng. Quá tuyệt mọi người ạ. Ngon tuyệt vời. Nào, lồng khởi nào mọi người ơi. Nào, đừng nhiều nha. Chúc mừng. Ai má sòng lon má nát này nha. Vùng nước nào. Khỏe nha. Đây mời mọi người nhá. Đây có bữa cơm thân mật gia đình. Ngon quá. Thân mật đó hả? Còn cái ăn gỏi thôi mọi người ạ. Trời nóng cái này chỉ có gỏi là nước thôi mọi người ạ. Cái bà đầu nằm bỏ cho con này. Bắn đi. Món tay bắn. Sao đi. Món gỏi của tay bắn. Nghe bắn như thế. Mình cũng làm thử một combo nè. Ngon. Quá ngon luôn mọi người ạ. ไอ้ไก่มึงอ่ะมันก็นี่แหละที่พอที่ฝนมันก็ฝนมาเอาเดี๋ยวดีบีเลยที่ไปนี่ไม่ได้ไม่เที่ยวให้ผ้าฝนจ้าลุงน้ำของนี่เลยนะครับไม่ได้ไอ้แต่น้องไปเรื่องเขาเขาไม่หลังเนี่ยเราเฝ้าเสียงเราเบาๆมึงไงเนี่ยทั้งหลังทั้งยันเลย
tao làm chứ mà tô vào ai nữa bay nè con kiến vô nè tạ phạm tạ kèo rồi mình làm cái trang sẽ có này nè bà cho nó chứ sợ rồi mà bỏ ảnh mua bay sang ngày chi chi ngài xem mà sang ngày nhảy yên lạc chứ không xem đồng chí kim phong kẹt hơn quá đây là dạ thằng đang thế thế là thầu làm kiếm ba mẹ chờ má nó đón đón cho nó cắt tay không sống hơi ba nó quanh nó siêu cái khỏe hơn cái khai mà xúc không ăn đấy bó khai mà xúc xiên là bật thơm hai chiếc điện không đúng ngang mấy xúc xiên là áo là chiếc điện đâu nhiệt kín mà ba trăm phở chiếc ăn bánh chè ăn mấy kiểu tạm rồi đó. Chè ăn. Ấy này mạnh lắm mọi người ạ. Hóm khi mà nó mới mà. Mình uống một lúc mà bây giờ phê rồi mọi người ạ. Giờ thì mình xin được kết thúc cái clip ở đây thôi mọi người. Mọi người thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Giờ thì mình bảo trận chính thức đây mọi người ạ. Xin chào mọi người. Chén nào có ai ấy còn rất vườn nó còn quý đó mà chén nếu như là con kêu nữa chén thì con nó vào tâm đi đó mà chén nó khói nó khói chén